Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Hôm nay Yến hướng dẫn các quý đạo hữu chúng ta thực hành pháp khí, sử dụng pháp khí, chuông, mõ và khánh, sử dụng riêng và sử dụng kết hợp và sử dụng trong khóa lễ. Hôm nay Yến sẽ hướng dẫn các quý Phật tử chúng ta thực hành sử dụng pháp khí. Chúng ta tập đánh 3 tiếng chuông. Khi nào chúng ta sử dụng đánh 3 tiếng chuông? Đây là 3 tiếng chuông, đánh 3 tiếng chuông để chúng ta bắt đầu vào khóa lễ thì chúng ta dùng đánh 3 tiếng chuông như thế này. Và đánh 3 tiếng chuông khi mà chúng ta tụng kinh có dấu hiệu 3 tiếng chuông thì chúng ta đánh thế này. Đấy là hai cách để đánh 3 tiếng chuông. Yên hướng dẫn sang đánh một hồi chuông. Đánh một hồi chuông này là đánh một hồi chuông liền thì chúng ta không cần phải đếm từng tiếng chuông một mà chúng ta sẽ đánh theo quen tay. Đấy thì đại chúng chúng ta chú ý này. Đây gọi là đánh một hồi chuông dài. Thì 3 tiếng chuông đầu tiên chúng ta đánh thong thả. Đến tiếng chuông thứ 4 thì chúng ta đánh theo nhịp tay dồn dần. Yến làm lại cho các quý đạo hữu chúng ta theo dõi một lần nữa. Ba tiếng cuối thì chúng ta lại đánh thưa. Đây gọi là đánh một hồi chuông. Cách đánh chuông nữa là đánh chuông hô chuông. Thì cái cách đánh hô chuông này chúng ta sẽ đánh thong thả và chúng ta nghe tiếng chuông thứ nhất. Khi nào mà bắt đầu cái độ vang giảm dần thì chúng ta đánh tiếng chuông thứ hai. Thì mỗi cái chuông, cái độ vang khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian cách giữa hai tiếng chuông nó ngắn hay dài đều khác nhau. Và khi chúng ta đánh một hồi chuông chậm chậm như thế thì bao giờ đến phần cuối cùng cũng là dồn chuông. Yến sẽ đánh chậm chậm theo hô chuông. Kính thưa quý đạo hữu, đánh chuông thong thả là để chúng ta hô chuông. Bài hô chuông này chúng ta thường sử dụng vào trong khai đàn, lúc trước vào khóa lễ. Yến sẽ đọc bài hô chuông trước, rồi sẽ đọc hô chuông ghép với vào đánh chuông. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ
Chí tuệ lớn Bồ Đề xanh lìa địa ngục thoát vô minh nguyện thành Phật độ chúng sinh. Nam mô giáo chủ cõi u minh Bồ Tát địa tạng vương. Nam mô giáo chủ cõi u minh Bồ Tát địa tạng vương. Nam mô giáo chủ cõi Bồ Tát địa tạng vương. Kính thưa quý đạo hữu, bây giờ Yến kết hợp bài hô chuông và đánh chuông với nhau ạ. Thì chúng ta đọc chữ nghe rồi chúng ta mới đánh chuông nhé. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ chi tuệ lớn Bồ xanh lìa địa ngục thoát nở vô minh nguyện thành Phật độ chúng sinh. Nam mô giáo chủ cõi u minh Bồ Tát địa tạng vương. Nam mô giáo chủ cõi u minh Bồ Tát địa tạng vương. Nam mô giáo chủ cõi minh Bồ Tát địa tạng vương. Kính thưa quý đạo hữu, vì mỗi cái chuông nó có cái độ ngân khác nhau, cho nên là khi chúng ta hô chuông thì chúng ta vừa hô vừa nghe, và chúng ta đánh chuông nó có khác nhau, chứ nó không phải là chiếc chuông nào chúng ta cũng đánh cái chuông vào đúng cái tiếng nó giống nhau được. Vì nếu mà cái chuông nó nhỏ thì cái độ ngân nó ít, thế cho nên là chúng ta sẽ đánh nhanh hơn, đánh nhiều tiếng chuông hơn nha các quý đạo hữu nhé. Hay bây giờ Yến hướng dẫn sang mõ. Kính thưa các quý đạo hữu, thì chúng ta đánh mõ thì chúng ta tập tụng theo tiếng mõ cho nó đều tay đã. Ví dụ chúng ta lấy bài kinh Bát Đại Nhân Giác, chúng ta tập đã,
cứ tập cho nó đều tay, để chúng lúc chúng ta gõ thì một tiếng mõ là một từ, cứ một tiếng mõ là một từ. Đấy, ví dụ tính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật, ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Thì kính thưa quý đạo hữu, nó có những cái câu mà từ cái ngắt này sang cái chỗ kia chúng ta ngân thì tiếng mõ chúng ta vẫn đánh xuống, vì cách cái từ này sang từ kia là một tiếng mõ. Chữ ngộ nhé, chữ ngộ thì sẽ cắt nhé. Tính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đấy, nó thường tiếng này. Tính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật. Từ chữ nhân sang chữ là thì chúng ta, vì chúng ta có ngắt và cái ngắt đấy vẫn đánh mõ đều đều, Yến đọc lại. Tính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật, ngày đêm nên trí tâm. Đấy, các quý đạo hữu nhớ nhé, cái ngắt từ chuyển câu chúng ta vẫn đánh mõ đều đều, chứ chúng ta không đánh ngắt mõ. Ví dụ đấy, thế này gọi là đánh ngắt mõ lại. Tính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật, ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ. Thì chúng ta không được đánh ngắt mõ như thế, vì đánh ngắt mõ như thế thì nó giống như chúng ta hát nhạc, mà chúng ta phải dùng tiếng mõ rất là đều đều, thật là đều đều nhé các quý đạo hữu nhé. Nên đánh mõ lại này. Tính tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật, ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, khói nước rất mong manh, bốn đại lạc khổ không, năm âm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi. Đây các quý đạo hữu, đây nha các quý đạo hữu nhận, đấy là chúng ta đã tập mà gõ mõ để cho chúng ta tụng bài kinh. Bây giờ Yến hướng dẫn các quý đạo hữu chúng ta là khai chuông mõ. Thì khai chuông mõ chúng ta đặt đúng vị trí là chuông bên tay phải của chúng ta và mõ bên tay trái ạ. Thì kính thưa các quý đạo hữu, khai chuông mõ gồm có 4 nhịp. Nhịp thứ nhất là 3 chuông, 3 mõ. Nhịp thứ hai là 1 chuông, 1 mõ. Nhịp thứ ba là 1 chuông, 1 mõ. Nhịp thứ tư là 1 chuông, 5 mõ. Thì tiếng mõ thứ nhất, tiếng mõ thứ hai là cách xa nhau, còn tiếng mõ thứ ba, thứ tư là liền nhau. Rồi đến tiếng mõ thứ năm thì chúng ta bắt đầu vào tụng kinh. Thầy Yến khai chuông mõ cho các quý đạo hữu xem để thực hành. Đấy là chúng ta đã khai chuông mõ xong. Kính thưa quý đạo hữu, Yến vừa hướng dẫn các quý đạo hữu chúng ta kết hợp khai chuông mõ. Khi vào tụng kinh thì chúng ta sẽ khai chuông mõ trước lúc khai kinh thì chúng ta sẽ khai chuông mõ. Bây giờ Yến sẽ hướng dẫn quý đạo hữu chúng ta dùng khánh. Đầu tiên là tập đánh 3 tiếng khánh. 3 tiếng khánh thì chúng ta đánh thế này ạ.
Đấy là ba tiếng khánh. Thì ba tiếng khánh này gọi là ba tiếng khánh dồn, để cho chúng ta lễ Phật rồi chúng ta đứng lên thì có ba tiếng khánh dồn này. Và có ba tiếng khánh rời thì có lúc chúng ta sẽ dùng ba tiếng khánh rời. Còn bây giờ chúng ta đánh một hồi khánh thì lúc đầu là ba tiếng khánh, sau đó chúng ta dồn tay rồi chúng ta đánh dồn, rồi đến cuối cùng cũng ba tiếng khánh rời nữa, giống như là chúng ta đánh chuông ấy. Đấy là chúng ta đánh một hồi khánh thì chúng ta đánh như vậy. Bây giờ Yến sẽ hướng dẫn chúng ta dùng khánh này những lúc chúng ta trợ liệm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đây, chúng ta dùng khánh như thế này để cho chúng ta trợ niệm, hoặc chúng ta dùng mõ để chúng ta trợ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bây giờ Yến hướng dẫn cho quý đạo hữu chúng ta dùng khánh một tay. Đây, chúng ta cầm khánh như thế này ạ. Ba ngón tay này thì chúng ta cầm cái cán của cái khánh, còn hai cái ngón tay này thì chúng ta dùng cầm để cầm cái cây gõ khánh. Đây như thế này. Nhưng chúng ta nhớ là cầm ở cái ngón tay, cái khớp của cái ngón tay trỏ này của chúng ta này, như này này, cho nó thật là mềm. Thế và ba ngón này thì chúng ta lắm vào đây. Ba ngón này chúng ta lắm vào đây. Đấy, thì chúng ta gõ như này. Làm sao mà để cho cái đầu khánh ấy nó vừa phải tới đây thôi ạ. Đấy, cứ đợi hiểu ạ. Gõ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy dùng khánh một tay những lúc chúng ta lễ Phật rất là dễ, vì là khi chúng ta lễ thì chúng ta để một tay như thế này, chúng ta lễ này. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thượng Trụ Tam Bảo. Đấy, thì nó rất rất dễ. Thế và khi chúng ta lễ xuống thì chúng ta lễ xuống mà chúng ta tay cầm khánh thì chúng ta gõ như này dễ hơn là khi chúng ta cầm hai tay mà chúng ta lễ xuống như này, chúng ta gõ như này thì có khi nó trượt như này. Thế vì thế cho nên là khi mà chúng ta dùng khánh mà chúng ta phải lễ thì chúng ta lên dùng khánh một tay và chúng ta để một tay như thế này, chúng ta lễ và một tay thì chúng ta dùng khánh. Thầy Yến sẽ thử cho các quý đạo hữu xem. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính thưa các quý đạo hữu, sau đây là ba Phật tử làm mẫu để cho các quý đạo hữu khi vào một khóa lễ. Phật tử ở giữa thì cầm mic để tụng, một Phật tử thì cầm khánh và một Phật tử thì có nhiệm vụ là gõ chuông. Thì Phật tử gõ chuông thì bao giờ cũng phải xuống trước hai ba từ để gõ chuông. Khi hết câu đảnh lễ thì gõ tiếng chuông và các Phật tử mới lễ xuống theo. Rồi sau đây các quý đạo hữu chúng ta cùng theo dõi. Kính thưa các quý đạo hữu, bây giờ Yến thỉnh các quý đạo hữu xem phần chuông mõ kết hợp đánh. Thưa, đánh kết hợp này là đánh để chúng ta thỉnh vong linh. Tức là câu của nó là nguyện nghe tiếng mõ chuông y lời cung thỉnh giáng phó đạo tràng an tọa bái vị thọ nhận cơm canh cung dường. Đấy, bây giờ để các Phật tử ở trong khóa lễ thì chúng ta hai người đánh thế này ạ. Nguyện nghe tiếng mõ chuông y lời cung thỉnh giáng phó đạo tràng an tọa bái vị thọ nhận cơm canh cung. Đấy, cái bài này để chúng ta cúng cơm. Kính thưa các quý đạo hữu, thì tất cả các Phật tử chúng ta đều phải thực tập, chứ không phải chỉ riêng có ban cán sự của đạo tràng mới thực tập. Vì chúng ta có thể làm lễ riêng cho gia đình của mình, ví dụ như trong họ hàng nhà mình hay trong anh em nhà mình, bên nội bên ngoại có cúng lễ dỗ thì vì tất cả vẫn chưa thuận theo là mời đạo tràng thì chúng ta có thể tự mình làm các khóa lễ. Đã làm khóa lễ thì phải cần có chuông mõ khánh.